Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Kính thưa quý vị, hôm nay là một cái niềm vinh dự cho chúng tôi được gặp mặt giáo sư và là một trong những người gọi là kinh tế gia ở quận Cam này được rất nhiều người mến chuộng, đó là ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Trong những ngày cuối năm, đặc biệt là Merry Christmas đến với anh, và xin được trân trọng gửi lời chào đến anh cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Rồi. Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Xin trân trọng, cảm ơn ông Đoàn Trọng và xin cảm ơn quý khán thính giả theo dõi cái buổi là mạn đàm đặc biệt ngày hôm nay. Chắc là quý vị có điều kiện đến quận Cam cũng giống như quý vị theo dõi trên tất cả các hệ thống truyền hình, truyền thanh và YouTube, thì quý vị biết kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa là một trong những người thường xuyên góp mặt để đưa đến những cái kết quả thiết thực, và có thể nói rằng là chúng ta hiểu biết được tất cả những cái sự kiện kinh tế hiện nay đang xảy ra tại Hoa Kỳ. Chắc thời gian này thì tôi thấy anh chắc cũng hơi mệt nhiều đó, phải không anh Nguyễn Xuân Nghĩa? Không, tại vì chút nữa thì chúng ta sẽ lạc đề, không đi vào kinh tế mà nói về một cái chuyện khác, một cái nỗi đa đoan của tôi. Ngoài ra đó thì tức là từ năm 2003 cho đến bây giờ đây, tôi vẫn làm chủ biên cái tờ Việt Báo Xuân, tác phẩm Xuân Việt Báo. Thế năm nay tiến hành ra như thế nào rồi anh? Dạ. Việt Báo Xuân của anh năm nay là tiến hành như thế nào rồi? Thì quý khán thính giả tha lỗi chúng tôi, đó là tờ báo đó đang ngồi đợi tôi nữa. Đang ngồi đợi. Nhưng mà nói thật thì như vậy, nhưng mà bên cạnh đó anh Nguyễn Xuân Nghĩa, dù chúng ta bước vào một cái giai đoạn mới trong cái cuộc sống mới ở tại Hoa Kỳ này, nhưng mà nếu những cái sự kiện đó nó cũng xảy ra, cũng làm anh cũng có thể nói rằng là cũng khó chịu. Tại vì anh đã cống hiến góp sức vào những cái sự việc đó mà hàng năm không có tờ báo Xuân, tờ Việt Báo không có giải thưởng hàng năm, rồi không có những cái chuyện mà anh đưa đến những cái vấn đề kinh tế ở đây, thì có thể nói rằng là cũng đáng buồn ra nhà anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Thực sự ra là cuộc đời nó cũng sẽ tẻ nhạt. Thế nó cũng có những cái sôi nổi của nó, và cũng được nhiều người thương, người theo dõi. Khi mà tôi làm tư vấn kinh tế cho Đài Á Châu Tự Do đó, đó là Tết Đinh Sửu 1997, tức là 20 năm nay. Quá như vậy thì tuần quá nào đó là tôi cũng phải có một cái chương trình phỏng vấn, và cái tuần vừa rồi đó là người ta phỏng vấn tôi về Bitcoin. Bitcoin, wow. Đó, đấy, và tôi cũng có đưa ra những cái lời cảnh báo, tôi nói là coi chừng đấy là một cái thị trường đầu cơ, và cái đồng Bitcoin nó không phải là đồng tiền. Tại sao? Và tại sao nó nguy hiểm? Nhất là nó nguy hiểm vừa rồi, đó là tuần vừa rồi, đó là hôm mùng 7 đến 14 vừa rồi, đó là nó có hai cái thị trường giao dịch gọi là cái loại future, tức là những cái loại giao dịch mà có kỳ hạn, nó có đặc tính là đầu cơ. Nó đã nhận cho giao dịch cái đồng Bitcoin. Và cái đó nó làm cho nhiều người tưởng rằng là cái đồng đó nó là đồng tiền, nó có giá trị, nó có cơ sở. Càng lao vào trong đó thì ở ngoài này có nhiều người họ đã lao vào, họ kiếm mà tiền. Họ kiếm tiền thì họ nói là họ kiếm mà tiền, cho đến giờ này tôi chưa thấy họ rút được tiền ra được, chuyện đó. Nhưng kiếm nó thì có, chưa rút ra được anh. Và nó đã có cái hiện tượng là một số những cái ngân hàng của chúng ta đó, ngân hàng của Hoa Kỳ ở đây này, trong cái khu vực của chúng ta sinh hoạt đó, họ cũng đã giật mình, là tại họ thấy nhiều thân chủ đó là rút tiền ra, họ rút tiền ra một số rất lớn là gì, để đi chơi Bitcoin. Thì tôi có nói rằng là năm 2006-07 đó, chúng ta đã nhìn thấy cái trái bóng đầu cơ địa ốc nó vỡ lúc đó, với lại cái loại tín dụng thứ cấp mà mình tưởng rằng là mất cỡ chừng 500 tỷ đô la thôi, so với một cái nền kinh tế thí dụ như làm sản xuất ra một năm 17.000 tỷ đô la thì cái đó không thấm vào đâu cả. Nhưng mà cái đó là sai, là tại vì người ta lại còn vay tiền để người ta đi vào cái sòng bạc đó nữa. Và cuối cùng sau là cái người chủ nợ cho vay đó không lấy được tiền, mất vốn, và cái người chủ nợ mà có tiền để đi vay đó, đó là vay của người khác, thành ra nó mới thành đổ dàn. Nó mới đưa đến cái vụ khủng hoảng năm ngày 15 tháng 9 năm 2008, và cho đến này 10 năm sau rồi đó là chúng ta chưa ra khỏi những cái lầm than của chuyện đó, thì chúng ta lại sắp sửa qua thêm chuyện khác nữa. Nhưng mà thôi, đầu năm mà mình thôi, đang nói chuyện vui. Nhưng mà dưới mắt nhìn của anh là một trong những nhà kinh tế gia, thì anh nghĩ cái đồng Bitcoin nó ảnh hưởng đến, mình nói về người Việt thôi, ở người Việt ở Hoa Kỳ, người Việt ở châu Âu, người Việt ở Nga Xô, hay là người Việt ở Việt Nam, cái chỗ nào ảnh hưởng nhiều nhất anh? Người Việt ở Việt Nam. Ở Việt Nam tôi phải xin nói như thế này, đó là trong cái lĩnh vực đó, đó là người ta nghiệm thấy rằng là cái nơi mà giao dịch cái đồng tiền nó nhiều nhất là ở châu Á. Thì chính quyền của Trung Cộng đó họ đã cấm rồi, chính quyền Hà Nội cũng cấm, nhưng mà người ta vẫn cứ tưởng rằng là có sáng tạo, vẫn có luồn lách. Cái nơi mà giao dịch nhiều nhất là chính là Nhật Bản, là dù sao làm quốc gia mình nghĩ rằng là họ có cơ sở, có luật lệ hẳn hoi. Thì tôi có nhắc đến một cái công ty của họ là Bitfly.
Big Fly, yeah. Họ đã nắm lấy 80% cái phần giao dịch ở trong thị trường của Nhật, và nó tương đương với từ 25 đến 30% dị dựng thị trường giao dịch toàn cầu. Ừ. Và vừa rồi lại còn cho phép người ta là vay tiền đặng để đi chơi Bitcoin. Yeah. Thế và vay đến 15 lần cái số tiền vốn của mình, thì chỉ cần giá nó sụt cỡ chừng 7% đó, đó là mất hết 105%, tức là mất hết vốn. Hành cái đó nó nguy hiểm lắm. Mà tôi cũng có là phải làm chuyện đó, và đài phát thanh quốc tế Pháp cũng có phỏng vấn tôi cái chuyện đó. Và vừa rồi ngay trên YouTube của tôi, đó là trên Facebook của tôi, cũng đưa làm 2-3 chương trình. Và tôi có nói rằng là tôi không có theo dõi mấy ông đại gia đó, nhưng mà những ông đại gia đó, thí dụ như là ông David Diamond của Goldman Sachs, hoặc là ông Gary Cole là cố vấn an ninh của cố vấn xin lỗi kinh tế của ông tổng thống, hoặc là ông Warren Buffett là một tỷ phú đầu tư rất là chừng mực đàng hoàng, có một cuộc sống rất đạm bạc, những người đó, đó đó họ không có chơi Bitcoin mà họ có cảnh báo. Tôi không có căn cứ lời cảnh báo của họ, mà tức là có lẽ từ hồi Tết Trung Thu vừa rồi đã, tôi đã phải theo dõi để mình hiểu. Mình hiểu xong làm sao mình giải thích cho bà con mình hiểu, để đừng có lao vào cái sòng bạc đó sập tiệm, nhất là ở Việt Nam. Tại vì nhiều người đã từ ngoài này đi về dụ mấy người Việt Nam đó học những cái khóa gọi là hội thảo đặng để lại có mấy cái seminar đó như vậy nữa. Rồi, cái việc đó nó hình như dụ người ta, và cái đó thì đều là nó khổ lắm. Kính thưa quý vị, hôm nay thì mỗi tuần một vấn đề, chúng tôi đi đến một trong những cái sự kiện mà có thể nói làm nhiều người quan tâm đến nhiều. Trước khi chúng tôi đi vào nói chuyện về vấn đề tuần lễ này, thì chắc quý vị biết rằng là anh Nguyễn Xuân Nghĩa đã đưa ra một vài cái sự kiện mà có thể nói hấp dẫn nhất cho người Việt, cũng giống như tất cả những ai muốn làm giàu. Kính thưa quý vị, đó là vấn đề Bitcoin. Nhưng bây giờ thì chúng ta tạm qua quên một vấn đề khác. Anh Nghĩa hôm nay thì Lilo Sài Gòn TV chúng tôi gửi lời mời đến anh đến chia sẻ với cùng chúng tôi một sự kiện mà chắc anh ở đây lâu năm anh cũng biết, là hàng năm, thưa anh, lúc nào người Việt chúng ta cũng hân hoan chuẩn bị chào đón một trong những cái sự kiện trọng đại đối người Việt, đó là Tết Nguyên Đán. Kính thưa quý vị, mỗi lần Tết Nguyên Đán trở về thì cộng đồng người Việt chúng ta lại rạo rực với những cái sự kiện như là diễn hành Tết, văn nghệ và tất cả những cái tổ chức, và có thể nói rằng là nhắc đến cái truyền thống văn hóa của người Việt chúng ta. Và khi nói đến cái truyền thống văn hóa của người Việt chúng ta thì chúng ta không thể nào không nói đến một trong những sự kiện quan trọng, đó là mùa xuân Tết Nguyên Đán. Và năm nay cũng như tất cả những cái sự kiện xảy ra những năm trước thì một cái hội chợ xuân Tết Nguyên Đán sẽ được trang trọng diễn ra tại ngay quận Cam của chúng ta. Thông thường thì quý vị thấy có hội chợ sinh viên, có hội chợ của cộng đồng, và năm nay thì không còn có cái chữ là hội chợ của cộng đồng, mà là một trong những cái tổ chức đứng ra chịu trách nhiệm tổ chức cái ngày văn hóa trọng đại của người Việt chúng ta. Bởi thế chúng tôi mời kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa đến đây để chia sẻ với quý vị cái niềm vui và tất cả những cái diễn biến về cái gọi là hội chợ xuân Tết Nguyên Đán Mậu Tuất. Thưa anh, chắc có lẽ anh là một trong những người mà gắn bó với văn hóa Việt Nam nhiều, thì năm nay anh nghĩ rằng cái tiến trình hội chợ xuân Tết Mậu Tuất nó đến với cộng đồng người Việt chúng ta như thế nào, thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa? Tôi thưa với anh Đoàn Trọng, chắc anh cũng theo dõi, anh cũng biết tôi tổ chức nhiều chuyện lắm, nhưng mà tôi phải thú thật, thành thật khai báo là tôi chưa bao giờ tôi dự một cái hội chợ Tết nào hết. Tại vì sao vậy? Chưa bao giờ hết, tất cả có thể rằng là vì bận rộn vân vân gì đó. Thế nhưng mà năm nay đó thì tôi lại là trưởng ban tổ chức hội chợ Tết Tuất ở tại Mile Square Park, vì một cái lý do, nó học lại hai lý do. Lý do văn hóa. Nhưng mà vì trước tiên anh là người trưởng ban tổ chức cái hội chợ Tết Mậu Tuất năm 2018 tại Mile Square Park, phải không anh? Tôi sẽ là cái đó, tức là tôi phụ trách về cái phần mà, tại vì tôi là ở trong một cái foundation, một cái cơ quan vô vụ lợi được thành lập ra, anh em đó là suy nghĩ từ đã lâu rồi. Xong rồi nói rằng là chúng mình đều là những cái đến tuổi về hưu, con cái đó thì cỡ chừng 40 tuổi là nó đã thành tài, thế bây giờ đến thế hệ cháu thì sao, thì từ đó nó thể ra cái chuyện này. Kính thưa quý vị, hôm nay mỗi tuần một vấn đề, chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với chúng tôi qua hội chợ xuân Mậu Tuất với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.